Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây cùng với việc tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng nhằm khai thác tối ưu tiềm năng thế mạnh về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa cũng đã có nhiều chủ trương, giải pháp phát triển vật liệu xây dựng mới dần thay thế các loại vật liệu xây dựng truyền thống. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 200 mỏ đã được cấp phép khai thác làm vật liệu xây dựng, với trữ lượng hơn 150 triệu mét khối. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển cát nghiền, một loại nguyên liệu để sản xuất gạch không nung và thay thế cát truyền thống. Đồng thời, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, đưa công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản lượng các loại vật liệu xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa đã phối hợp với lại một số doanh nghiệp ở huyện Nông Cống đã triển khai được một số đề án. Một là đề án về hỗ trợ về sản xuất gạch không nung thay thế cho gạch truyền thống. Thứ hai là hỗ trợ về cái mô hình trình diễn về sản xuất cát nhân tạo từ phế thải của đá công nghiệp. Thì thông qua hai cái đề án này thì cũng mang lại được cái hiệu quả rất thiết thực, đặc biệt là giảm thải môi trường và thay thế được cái vật liệu tự nhiên như là cát, rồi là gạch nung. Các cái sản phẩm này truyền thống trước đây cũng đã làm ảnh hưởng đến môi trường. Thì trung tâm cũng đã thực hiện cái chủ trương này và đang triển khai rất tốt trong thời gian qua. Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Theo đó, 7 nhóm vật liệu xây dựng được quy hoạch phát triển sẽ bao gồm vật liệu xây, vật liệu lợp, nung và không nung, đá xây dựng, cát xây dựng, bê tông, vôi công nghiệp, tấm thạch cao. Đồng thời, quy hoạch này cũng đặt ra những định hướng biện pháp cụ thể để quản lý kêu gọi đầu tư cho từng loại vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhận thấy, địa phương sẵn có nguồn nguyên liệu đá, sỏi tự nhiên rất dồi dào. Để tạo ra cát nhân tạo, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hà Liên đã đầu tư dây chuyền nghiền đá thành cát nhân tạo với thiết bị đồng bộ, công nghệ mới, giảm thiểu tác động môi trường để tạo ra các sản phẩm cát sạch với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường vật liệu xây dựng. Đây cũng là mô hình trình diễn kỹ thuật được Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí theo chương trình khuyến công quốc gia. Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khai thác bỏ đá vôi, thì công ty chúng tôi có đầu tư hai dây chuyền sản xuất đá rất là hiện đại. Tôi cũng có tìm hiểu kỹ về chủ trương của nhà nước là ra cái sản phẩm gạch không nung và cát nhân tạo để nhằm giảm giá thành và hai nữa là đỡ ảnh hưởng đến môi trường, để đảm bảo cho cái chất lượng sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu của trên địa bàn các huyện. Thì chúng tôi cũng có một đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao để phục vụ cho khách hàng một cách tốt nhất. Và hiện nay sản phẩm đã ra luôn được khách hàng đánh giá là chất lượng rất là tốt. Ở các nước công nghiệp phát triển, cát nhân tạo được sản xuất ở những vùng thiếu hoặc không có cát tự nhiên và ở hầu hết các cơ sở sản xuất đá xây dựng. Cát nhân tạo được nghiền từ đá có thành phần cỡ hạt gần tương tự với cát tự nhiên, đảm bảo các yêu cầu về tính chất cơ lý hóa và có thể thay thế hoàn toàn hoặc một phần cát tự nhiên trong bê tông và vữa xây dựng. Công ty đang chủ yếu tập trung cái loại hạt cát mô đun có 2.7, 2.8. Nhưng thực ra là các thành phần hiện nay này, ta hoàn toàn có thể chủ động được về các cái để điều chỉnh kích cỡ các hạt để phù hợp cho cái công việc thực tế trên công trường, bao gồm đổ bê tông hoặc là xây chát. Đấy. Thì còn những cái sản xuất còn lại là mình là rửa đã qua sàng rửa rất sạch rồi, cho nên cái tỷ lệ bùn bị sét đấy hầu như là nó không đáng kể. Hơn nữa trong đấy nó một cái dư lượng cái hạt nhỏ, hạt đá mịn nó dưới sàng 0,03, cho nên nó tăng tính thấm tự nhiên cho bê tông. Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung phát triển một số chủng loại vật liệu xây dựng có lợi thế cạnh tranh về nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, từng bước loại bỏ cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường và hiệu quả kinh tế thấp, đa dạng hóa các loại hình đầu tư, thu hút mọi nguồn nhân lực cho phát triển vật liệu xây dựng, sắp xếp các cơ sở sản xuất thủ công, hình thành các cơ sở sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, phát huy tối đa lợi thế sẵn có của địa phương.